Hi cả nhà nha. Hôm nay em sẽ lên video tiếp tục quay review cho cả nhà về dòng xe ES 150, dòng MX King và dòng 155 phân khối ES Tycoon ha. Hiện tại đang hỗ trợ giảm giá rất là sốc luôn. Ngoài ra còn hỗ trợ trả trước 2 triệu đồng vào sở hữu xe. Và anh chị em mình khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Luyến sẽ nhận ngay 2 triệu đồng vào xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng duy nhất khách hàng có liên hệ đặt lịch trước cho Kim Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0346 552 628 nha. Luyến có ghim số điện thoại và Zalo ngay dưới màn hình luôn, cả nhà mình kết bạn nhắn tin hoặc đặt lịch trước đi để được Luyến hỗ trợ ưu đãi nhé. Thì về ES 150 trước đi, cũng lâu lắm rồi mới coi lại cái dòng này cho cả nhà đó, tại vì phiên bản này cũng rất là hiếm hàng luôn và nguy cơ rất là cao vì trong thời gian tới thì xe ES 150 sẽ một mẫu cho cả nhà. Anh chị em ai mà đang quan tâm cũng như là ưng về mẫu ES 150 thì liên hệ ngay cho Luyến để sở hữu ha. Đây là một em xe màu xanh tem đỏ ha, bản special edition này, bản giới hạn của dòng ES 150. Em này phải gọi là bản best seller cả nhà, rất là nhiều anh chị em đang quan tâm về cái màu này. Kế tiếp là một em xe màu trắng, phiên bản màu trắng ngọc trai ha. Em này cũng là phiên bản giới hạn luôn ha. Rồi màu xám, xám mâm vàng bạc, xám mâm cam và màu bạc mâm cam này. Đây là bạc mâm cam này. Rồi màu xanh xanh xám ánh xanh này hay là màu xám mâm cam này. Đó là một vài em xe ES 150 phân khối cho cả nhà ha. Thì hiện tại với mức giá đang hỗ trợ chỉ có 43.900, hỗ trợ mua xe trả trước 2 triệu thôi là sở hữu xe nha, cầm duy nhất 2 triệu đồng và liên hệ cho Luyến thôi là có thể hỗ trợ bao đầu hồ sơ rồi. Đối với dòng ES 150 bên Luyến đang hỗ trợ là liên hệ trước giảm 2 triệu nha, bị 43 thì giảm bằng 41 thôi, và cần căn cước công dân có thể mua xe được rồi nhé. Phía bên này có dòng MX King này, MX King cũng về cho mọi người về màu xanh màu đỏ. Đây hai màu rất là hot của phiên bản 2024 nha, đời mới nha mọi người nha. Với mức giá hiện tại đang hỗ trợ thì chỉ có 44.900 và hỗ trợ mua xe trả trước chỉ cần 4 triệu ở trên xe. Có liên hệ đặt lịch trước qua số điện thoại hoặc là Zalo dưới màn hình giảm ngay 2 triệu nha. Và đặc biệt là có hỗ trợ là sơn độ theo của khách hàng. Anh chị muốn sơn độ lên bất cứ màu nào thì cứ nhắn tin đặt lịch cho Luyến nha. Phía dưới kia rất là nhiều màu, phiên bản đẹp 155 2023 này, 2024 như cả nhà cùng lựa chọn ha, đủ màu sắc nha. Có hỗ trợ sơn theo cầu luôn, rất là nhiều màu, để lướt sơ qua cho cả nhà. Anh chị em coi video mà ưng về màu nào thì có thể nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến ha. Thì với mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 42.900 với phiên bản 2023 này, rồi 45.900 với phiên bản 2025 ha. Bản ABS và bản tiêu chuẩn cao cấp thì mức giá chỉ từ 45.900 đến 50.900 tùy phiên bản. Hỗ trợ trả trước chỉ cần 5 triệu là sở hữu xe nha, cầm 5 triệu đồng thôi và căn cước là hỗ trợ bao đầu hồ sơ luôn. Ngoài ra thì có hỗ trợ sơn độ theo của khách hàng và có ship xe toàn quốc cho mọi người nhé. Ai ở xa ghé cửa hàng thì mình tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư Sở Sao, alo điền qua hotline ngay dưới màn hình đi để Luyến hỗ trợ đón. Ngoài ra còn được hỗ trợ rất là nhiều phần chương trình ưu đãi trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 nữa nhé.